phát biểu khai mạc và quán triệt các nội dung tại hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy trách nhiệm tập trung phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trách nhiệm của tập thể ban thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trong đánh giá nhận xét, đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý cần phải đảm bảo tính khách quan, công tâm, nhìn nhận đa chiều trên cơ sở những kết quả thực tế đạt và chưa đạt, không nể nang, không né tránh, đảm bảo mục tiêu tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.